Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Hôm nay mình sẽ đi tiếp cái phần tâm vô sắc giới. Hôm qua mà mình mới xong cái phần tâm sắc giới thôi. Hôm nay mình sẽ học tiếp hai phần, đó là tâm vô sắc giới và tâm siêu thể trong vòng sáng nay. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần tâm vô sắc. Nâng vào cái phần là tâm vô sắc thì ngày hôm qua đó mình chưa có vào ha. Hôm nay mình mới bắt đầu vào là Arupa vachara chitta ni. Arupa là vô sắc, vachara là giới, ha. Chitta ni là tâm, tâm vô sắc giới. Thì tâm vô sắc giới này nó cũng có ba nhóm là thiền, quả và duy tác. Cái từ quả là cái từ mình hay dịch chung tiếng chung, nhưng mà nếu như đọc ở trong cái cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận của ngài Tịnh Sư đó, của ngài Minh Châu, thì ngài dịch là từ tâm dị thục. Dì thục dì tức là thay đổi và thục là nó chín ha. Cái tâm này là cái thay đổi dần dần cho đến khi nó chín thì cũng gọi là tâm quả. Cái tên giống, cái tên khác nhau nhưng mà nghĩa cũng giống nhau. Bây giờ mình sẽ đi vào đọc cái phần tiếng Pali trước ha. Arupa vachara kusala chittani akasananca yatana kusala chittang vinyananca yatana kusala chittang akinchanya yatana kusala chittang Neva sanya na sanya yatana kusala cittang chati imani cattaripi arupa vachara kusala cittani nama. Ở trong cái phần mà mình cái phần chapter 1 mà hôm trước á, mà sư gửi cho quý vị trong cái file PDF á, thì có một vài cái lỗi sai chỉnh tả khi mà mình chuyển từ PDF qua Word á. Thì trong cái file hôm nay mà sư đưa lên á, thì đã có sự thay đổi cái chỉnh tả đó rồi, cho nên quý vị mà thấy chỗ mình cứ nhìn ở đây mà so với cái bảng của mình á, chỗ nào sai trong ngay tại trong cuốn sách in, bởi vì khi người ta đưa vào PDF á, có vài chỗ đó nó bị không chính xác. Ví dụ như chữ Akasa thì trong cái bảng cái cuốn sách là không, chữ sa này không có dấu ngang, mà trong khi nó phải có dấu ngang ở trên Akasa chứ không phải Akasa. Vinyananca thì đây là Vinya là a dài, và dưới này á, hôm trong trong trước là imang ha, thì đây nó phải đổi thành là imani, imani chattari. Thì ở đây đó là đầu tiên là arupa vachara kusala chittani là tâm thiền vô sắc giới. Akasa nancha yatana, mình có chữ akasa là hư không, anancha là vô biên, ayatana là xứ, kusala là thiền, chittang là tâm. Cho nên mình sẽ dịch là tâm thiền không vô biên xứ. Như vậy này, tâm thiền mình bắt đầu từ chữ tâm thiền kusala chittang, tâm thiền akasa nancha yatana, akasa là không, anancha là vô biên và ayatana là xứ, không vô biên xứ thiền tâm. Hoặc là mình nói, mình dịch từ tên xuống dưới cũng được, không vô biên xứ thiền tâm. Thứ hai là vinyananca yatana kusala chittang, vinyana là thức, anancha là vô biên, ayatana là xứ, kusala chittang là thiền tâm, thức vô biên xứ thiền tâm. Akinchanya yatana kusala chittang, akincha là không có gì, và ayatana là xứ, nên gọi là vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ thiền tâm. Neva sanya na sanya yatana kusala chittang chati. Neva là na, eva, còn na sanya là na, a sanya. Cho nên na na là không mà cũng không. Sanya là tưởng. Như vậy không phải là tưởng. Na a sanya ở đây nó có cái sanh thi là nổi từ. Sanya là tưởng, a sanya là phi tưởng. Mà na là không phải, tức là không phải tưởng mà cũng không phải là phi tưởng. Cho nên chữ na cộng với chữ a, hai chữ này cộng lại là thành chữ a dài. Nó nổi lại là ra chữ a dài. Cho nên na này là na a. Na a sanya. Ayatana là xứ.
Như vậy là phi tưởng, neva sanya là phi tưởng, na sanya là phi phi tưởng. Chữ na phía trước là phi, chữ a phía sau cũng là phi nữa, phi tưởng, phi phi tưởng, sử, thiền tâm. Imani chattaripi arupa vachara kusala chittani nama. Imani là này, chattari là bốn, arupa vachara là vô sắc giới, kusala chittani là các tâm thiền, nama là. Như vậy á, bốn tâm này là tâm, các cái tâm thiền vô sắc giới. Và sau đó đó, qua cái loại thứ hai là arupa vachara vipaka chittani, là tâm của vô sắc giới. Phật sư chưa xem màn hình ạ. Sorry, hồi nãy giờ sư nghĩ là sư xem rồi. Sorry nha. Để hồi nãy giờ các bạn đã có cái file này chưa? Dạ có mở lên. À thôi để sư xem. Sorry nha. Để sư trở lại zoom. May nhờ bạn nhắc nha. Rồi bây giờ mọi người đã thấy màn hình của sư chưa? Dạ thấy rồi ạ. Dạ rồi ạ. Rồi rồi. Bây giờ đó, hồi nãy giờ không có màn hình, các bạn theo dõi được không? Các bạn có nhìn vô sách của mình không? Nói lại đi cô ơi. Đã có trong sách, nhìn trong sách thưa sư. Thôi nói lại một lần nữa cho nhớ nha. Bởi vì đây đây là sư đang giải thích từng là các cái thuật ngữ Pali đó. Ở đây mình đi vào cái loại đầu tiên này, arupa vachara kusala chittani, là các loại tâm thiền vô sắc giới. Tâm đầu tiên, akasa namcha yatana kusala chittang. Cái từ này là có những nhiều từ cộng lại. Quý vị thấy tiếng Pali nhìn vào, ai mà mới học nhìn vào nguyên cái chữ này là dài là thật khiếp luôn, mà không biết đọc kiểu nào. Nhưng mà khi mà mình biết cắt từ ra đó, thì mình đọc theo từng cái nhóm nó có nghĩa. Đầu tiên là akasa. Akasa là hư không. Để đến là anancha. Anancha là vô biên. Để đến ayatana là sử. Kusala là thiền. Chittang là tâm. Ở đây có hai chỗ là có cái sự có sanh thi, tức là lục nội âm. Thứ nhất là chữ akasa cộng với chữ anancha. Akasa a ngắn, anancha cũng là a ngắn, hai chữ này nổi lại là ra chữ a dài. Và chữ ayatana cũng vậy, anancha cộng với ayatana. Nhưng mà riêng cái chữ ayatana này thì chữ a này vốn nó là a ngắn a dài rồi, cho nên là nó cũng không có cái thay đổi gì mấy. Thì bây giờ này, akasa nancha, mình khi mình đọc mình sẽ là akasa nancha yat, akasa nancha yatana kusala chittang, hư không, không vô biên sử thiền tâm. Hư không thì mình bỏ bậc chữ hư đi, mình còn lại là không thôi. Anancha là vô biên, ayatana là sử, kusala là thiền, chittang là tâm, không vô biên sử thiền tâm. Qua loại tâm thứ hai, mình thay cái chữ hư không bằng chữ thức. Vinyananca yatana kusala chittang. Vinyana cộng với là ananca cộng với ayatana. Thành ra là thức vô biên sử thiền tâm. Thứ ba là akinchanya yatana kusala chittang. Akinchanya là không có cái gì, tức là vô sở hữu. Ayatana là sử. Kusala chittang là thiền tâm. Vô sở hữu sử thiền tâm. Neva sanya na sanya yatana kusala chittang chati. Chữ neva là na cộng với eva cộng với sanya. Và chữ này là na cộng với là a sanya. Thì ở đây mình cũng thấy là có cái luật nổi này. Na cộng với eva thì chữ na được bị bỏ đi, hay là bằng cái dấu phẩy. Na eva sanya là không phải tưởng. Không phải tưởng tức là phi tưởng. Na cộng với asanya. Asanya là phi tưởng. Mình na cũng là không nữa, cho nên mình dịch là phi phi tưởng, tức là không phải, không có tưởng. Không phải tưởng mà cũng không phải là không có tưởng. Và chữ ayatana là sử. Kusala chittang là thiền tâm. Cho nên câu này mình sẽ dịch là phi tưởng,
phi phi tưởng xứ thiền tâm. Imani chattaripi arupa vachara kusala chittani nama. Trong cuốn sách của quý vị ở đây là ghi chữ imang. À, ở đây là sai chính tả đó, nó phải là imani. Imani vì nó là số nhiều. Sau này là chittani này ha. À, chittani thì đứng này cũng phải là imani. À, imani chattari là bốn cái tâm này. Nama là các cái thiền tâm vô sắc giới. Arupa vachara là vô sắc giới. Kusala chittani là các thiền tâm. Như vậy bốn tâm này là các thiền tâm vô sắc giới. À, thì như vậy mình sẽ dịch lại đoạn này từ trên xuống dưới ha. Không vô biên xứ thiền tâm, thức vô biên xứ thiền tâm, vô sở hữu xứ thiền tâm, phi tưởng phi phi xứ thiền tâm. Bốn tâm này là các thiền tâm vô sắc giới. Thì sau đó đó, tiếp theo là arupa vachara vipaka chittani là các cái tâm quả vô sắc giới. À, thì hôm qua mình có nói đó, tâm thiền là tâm của những người ở trong quả dục giới mà hành thiền vô sắc, thì cái tâm của họ gọi là tâm thiền vô sắc giới. Và khi mà họ được sanh lên quả trời vô sắc, thì khi ở trên quả trời vô sắc, cái tâm của họ là tâm quả. Cho nên đây là tâm quả vô sắc giới. Cái tên á, là nó chỉ khác tên này Kusala Chittang, thì dưới này thay bằng là Vipaka Chittang. Còn cái phía trước á, nó không có đổi ha. Akasa Nanchayatana Vipaka Chittang là không vô biên xứ quả tâm. Vinya Nanchayatana Vipaka Chittang là thức vô biên xứ quả tâm. Akinchanyayatana Vipaka Chittang là vô sở hữu xứ quả tâm hoặc là dị thục tâm. Nevasanya nasanya yatana vipaka chittang chati, phi tưởng phi phi xứ quả tâm. À, chati này là va ha. Imani chattari pi arupa vachara vipaka chittani nama, bốn tâm này là các cái quả tâm vô sắc giới. Rồi mình qua loại thứ ba ở trong vô sắc giới, đó là arupa vachara kriya chittani, các cái tâm duy tạc vô sắc giới. Tâm duy tạc là tâm của các bậc thánh A-la-hán và chư Phật khi mà các ngài nhập vào thiền vô sắc. Thì thay bằng tên như vậy, cũng như vậy mà thay bằng chữ kriya là tâm duy tạc. Akasa nancha yatana kriya chittang, không vô biên xứ duy tạc tâm. Vinya nancha yatana kriya chittang, thức vô biên xứ duy tạc tâm. Akinchanya yatana kriya chittang, vô sở hữu xứ duy tạc tâm. Nevasanya nasanya yatana kriya chittang chati, và phi tưởng vi phi 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 tưởng phi phi tưởng di tạc tâm. Imani chattaripi arupa vachara kriya chittani nama, bốn tâm này là những tâm siêu thể vô sắc giới. Ichevang sabbathapi dvadasa arupa vachara kusala vipaka kriya chittani samattani. Như vậy tất cả có 12, Dvadasa là 12, Arupa Vachara là tâm vô sắc giới, Kusala là gồm có thiền, Vipaka là quả và Kriya Chittani là duy tạc. Alambana Pavedena Chatutha Rupa Mana Sang Punya Paka Kriya Veda Puna Dvadasa Chathitang. Alambana, Alambana là đối tượng. Pavedena là phân chia. Phân chia theo cách là đối tượng. Chatutha, chatu là bốn, tha là loài. Arupa ở đây có dấu phẩy, tức là chatutha cộng với arupa, cho nên nó ra là a, à, chứ không phải là rupa mà nó là arupa là vô sắc, và manda sang là ý, ý tức là tâm đó. Như vậy á, là nếu như phân chia theo đối tượng thì tâm vô sắc có bốn loại. Đối tượng là sao? Đối tượng là hư không vô biên, đối tượng là thức vô biên, đối tượng là vô sở hữu, và đối tượng là phi tưởng, phi phi tưởng đó. À, thì như vậy phân theo đối tượng á, thì thiền vô sắc á, nó có bốn loại. À, Punya Paka Kriya Veda. Veda là phân chia, nếu như phân chia theo thêm nữa đó là thiền, quả và duy tác. Puna Dvadasa Tha Thi Tăng, thì nó Thi Tăng là đứng. À, thì như vậy cái tấm này nó đứng ra đó là nó có Dvadasa Tha là tới 12 loại. À, như vậy mỗi tầng thiền
Tiếp theo tầng thị, mỗi tầng thiền mình nhân với 3, thiền, quả và duy tác, thì cộng lại ra là 12 loại. À, thì đây là cái phần chánh văn Pali để giới thiệu về tâm vô sắc giới. Bây giờ mình qua cái bảng bảng dịch tiếng Anh. Formless sphere moral consciousness 12. Moral jhana consciousness dwelling on the infinity of space. Moral jhana consciousness dwelling on the infinity of consciousness. Moral jhana consciousness dwelling on nothingness. Moral jhana consciousness wherein perception neither is nor is not. There are the four times of arupa jhana moral consciousness. À, thì quý vị thấy ở đây từ arupa vô sắc á, thì tiếng Anh người ta dịch là formless sphere. À, formless là không có hình sắc. À, formless sphere là vô sắc giới. Moral consciousness là tâm thiền. Formless sphere moral consciousness, tâm thiền vô sắc giới có 12 tâm. Thứ nhất, moral jhana consciousness, mình gọi là moral là thiền, jhana consciousness là tâm thiền. À, gọi tâm thiền, dwelling on là trú ở hay là trú xứ đó, cho nên cái dùng chỗ này chỉ xứ mình ayatana hoặc dịch là dwelling on đó ha. Infinity of space, infinity là vô biên, space là hư không, cho nên tiếng Anh thì người ta phải dịch một cái câu dài như vậy đó. Moral jhana consciousness dwelling on the infinity of space, nhưng mà tiếng Việt mình là mình đã có sẵn cái thuật ngữ rồi, cho nên mình chỉ cần dịch là tâm thiền không vô biên sự. Tâm thiền, mình chỉ dịch tâm thiền thôi. Mặc dù kỳ jhana, kỳ jhana là thiền, nhưng mà mình dùng moral consciousness là tâm thiền. Hôm nay mình gọi là kusala chittang đó. Cho nên còn cái chữ jhana, vì không có biên sự vốn là thiền rồi, cho nên trong trường hợp này mình không cần dùng chữ thiền nữa. Mình chỉ dịch là tâm thiền không vô biên sự. Moral jhana consciousness dwelling on the infinity of consciousness, mình dịch là tâm thiền thức vô biên sự. Tiếp theo là moral jhana consciousness dwelling on nothingness, tâm thiền vô sở hữu sự. Vô sở hữu là gì? Nothing, không có gì hết á. Nothingness. Và moral jhana consciousness wherein perception neither is nor is not. Là tâm thiền mà trong đó tưởng không phải có mà cũng không phải là không có. Tiếng Anh người ta dịch là như vậy ha, mình nhớ perception neither is nor is not. Thì tưởng không phải có cũng không phải là không có. Thì cái câu này á, nếu tiếng Anh tiếng Việt á, mà mình nói như vậy nó không, mà trong khi mình có sẵn cái thuật ngữ Hán Việt á, nó rất là gọn gàng và cũng dễ hiểu, đó là tâm thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. These are the four types of arupa jhana moral consciousness. Đây là bốn loại tâm thiền vô sắc giới. Sau đó tâm quả, thấy chữ moral bằng chữ resultant. Formless sphere resultant consciousness 12. Ở đây là cả cái tâm quả vô sắc giới. Thì mình gọi là tâm quả không vô biên sự, tâm quả thức vô biên sự, tâm quả phi vô sở hữu sự và tâm quả phi tưởng phi tưởng sự. Đây là bốn loại tâm quả vô sắc giới. Tiếp theo là mình có tâm di tác là functional, formless sphere functional consciousness. Là tâm di tác vô sắc thì mình cũng có cái tâm di tác không vô biên sự, tâm di tác thức vô biên sự, tâm di tác vô sở hữu sự, tâm di tác phi tưởng phi tưởng sự. These are the four types of arupa jhana functional consciousness. Đây là bốn loại tâm di tạc vô sắc giới. Thus end in all the 12 types of arupa jhana, moral, resultant and functional consciousness. Và như vậy chấm dứt tất cả 12 loại tâm vô sắc giới, gồm có thiền, quả và duy tạc. Arupa jhana consciousness is 12 fold. Different according to the objects. Again, they stand at 12 according to moral, resultant, and functional types. Ở đây xin lỗi quý vị, ở đây cái chữ 12 fold là sai rồi, nó phải là 4 fold.
ở đây người ta đánh máy bị sai này, vì hồi nãy mà là chatuta đó, tức là tâm vô sắc giới, mà nếu như nó theo tính theo đối tượng á là nó có bốn thôi. Quý vị trở lại đây cái bảng tiếng Pali này. Đây. Alambana pavedena chatuta rupa mana sang. À. Như vậy là chatuta là bốn loại. Còn khi nào mà chia là punya paka kiriya veda thì mới là doda satha thi tăng. À, thì ở đây là lỗi, là lỗi đánh máy thôi, chứ còn thật ra ngài dịch tiếng bao giờ ngài thì dịch không có sai ha. Như vậy là fourfold, à, fourfold tức là bốn loại, nếu theo đối tượng là bốn loại, và nếu chia thêm là thiền quả và duy tạc thì mới ra 12 loại. Cho nên là quý vị sửa trong sách giùm cho sư nha, ở đây là mình đổi thành là fourfold, ha. Bốn loại, nếu như tính theo đối tượng thì tâm vô sắc giới có bốn loại. Và nếu như mà tính theo luôn cả chia ra là thiền quả và duy tạc thì tổng cộng có 12 loại. À, như vậy là mình đã đi qua cái phần định nghĩa. Bây giờ mình đi vào kỹ hơn ha, thế nào là thiền vô sắc, rồi thế nào là không vô biên, rồi thức vô biên, rồi vô sở hữu, thì giải thích từng từ rất là rõ ràng. À, bây giờ là tới phần công việc của các bạn rồi đó. Đầu tiên là từ Arupajana. Mời Nhuận Phụng, mời thầy Nhuận Phụng. Dạ, con đạo thưa sư. Dạ, nghe thầy. Arupa Chana, the yogis who has developed the Rupa Chana and who wishes to develop the Arupa Chana now concentrates on the Patipaga Namita mentioned in the previous session. As he does so, a faint light like a firefly issue from the kashina object. He wills it to expand until it cover the whole space. Now he sees nothing but this light burdens everywhere. This developed space is not a reality but a mere concept. In Pali, this space is called kashina tamakasa. Space issuing force from the kashina object. On this concept, he concentrates thinking akasho ananto, infinity is space, until he developed the first arupa chana, akasan nankayatana. As in the case of the rupa chana, a thought process runs as follows. Manodaravachana barikama ubaka ubacara anuloma gochapu akasa nanchayatana barikama thought moment may or may not occur. The arupachana thought moment occurs only for the moment, and then the consciousness leaves it into Bhavanga consciousness. Dạ, em dịch thưa sư. Dạ rồi, mời thầy. Vị hành giả tu tập thiền sắc giới và mong muốn được tu tập thiền vô sắc giới. Và ngay đó tập trung vào quan tướng được đề cập ở chương trước. Vì làm như vậy, một ánh sáng mờ, một luồng ánh sáng mờ giống như là con đom đóm, nó xuất phát từ đối tượng kashina, vị hành giả mong muốn gì? Mong muốn cái quan tướng đó mở rộng, nó tràn khắp cả, tràn mở rộng bao trùm cả không gian, bao trùm toàn bộ không gian. Lúc bây giờ vị hành giả chẳng thấy gì cả, nhưng mà ánh sáng nó tràn ngập khắp mọi nơi. Cái không gian được phát triển này không phải là thực tại,
mà chỉ là cái tưởng của vị hành giả đó. Trong kinh điển Pali thì không gian này được gọi là Kashin, là cái không gian nó xuất phát từ cái đối tượng Kashina. Cái tưởng này, cái tưởng mà vị ấy tập trung vào, trong cái tưởng này vị ấy tập trung và suy nghĩ như thế này: không vô biên xứ, không vô biên, không vô biên, cho đến khi vị ấy tu tập, cho nên vị ấy phát triển cái không vô biên xứ, cái thiền không xét giới, tầng thiền không xét giới đầu tiên, giống như là thiền xét giới, cái tiến trình tâm của thiền vô xét, của không vô biên xứ như sau: là ý môn hướng tâm, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh. Cái sát na tâm chuẩn bị này có thể có hay là không. Cái tiến trình tâm của vô sắc, thiền vô sắc xuất hiện chỉ trong một sát na, và cái thức ngay lập tức, và cái thức lập tức rơi vào hữu phần. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Thầy dịch tương đối rõ, nhưng mà mình dịch lại cho nó có cái sự mình có một cái số tư đó ha, mình dịch lại và mình giải thích thêm, trong khi dịch thì giải thích thêm luôn. Đầu tiên là Arupajana là thiền vô sắc. The yogi who has developed the Rupajana and who wishes to develop the Arupajana now concentrates on the Patipaga Nimitta mentioned in the previous session. Hành giả, người đã tiện hành thiền sắc, các tầng thiền sắc giới và mong muốn phát triển các tầng thiền vô sắc, bây giờ tập trung vào quán tưởng đã được đề cập trong chương trước. Cái câu này đó, quý vị đọc thì thấy sơ sơ, nhưng mà thật ra một cái ý rất là quan trọng ở đây. Đó là người nào mà muốn hành thiền vô sắc thì trước hết phải đi qua các tầng thiền sắc giới đã, và phải đắc đến ngũ thiền. Nếu như nói theo vi diệu pháp là phải đắc tới ngũ thiền, và nếu như nói trong kinh điển đó thì phải tới tứ thiền, là cái tầng thiền cao nhất của sắc giới. Khi đó là chỉ còn định và xả thôi. Bỏ bớt là tâm tử hỷ lạc rồi, chỉ còn định và xả. Thì phải trên cái căn bản là người này phải đắc được tử thiên hoặc ngũ thiên rồi, người đó mới chuyển qua tiện hành thiên vô sắc giới được. Chứ không phải là ai muốn vào là không nói thôi tôi vô là tôi hành thiên sắc vô sắc luôn, tôi không cần có thiên vô sắc, thắc sắc giới là không có được. Cho nên mình nói rằng người hành giả đã tiện hành các tầng thiên sắc giới. Chứ vì sao đưa câu này vào? Chứ nếu không thì chỉ cần nói đó, người hành giả muốn tiến hành thiền vô sắc không? Chỉ cần nói là the yogi who wish to develop là được rồi. Vì sao phải có who has developed? Ở đây có has developed thì hiện tại hoàn thành, tức là đã làm xong rồi đó. Như vậy, vì hành giả đã tiến hành xong các tầng thiền sắc giới và muốn phát triển thiền vô sắc đó. Cho nên cái ý này quý vị thấy rằng đó, mình mới đọc qua sơ sơ mình không để ý, nhưng mà đây là một cái ý rất là quan trọng. Thì bây giờ đó, bây giờ muốn như vậy thì làm sao? Bây giờ phải tập trung vào quán tưởng. Quán tưởng này xuất hiện từ đâu? Ban đầu mình lấy cái dĩa đất ha, mình nhìn một khối, thì bây giờ là có cái tờ tưởng, tức là mình nhìn mình vẫn thấy cái dĩa, và sau đó đó cái dĩa đó nó trở nên là có cái phát sáng lên, thì cái ánh sáng đó gọi là quán tưởng. Thì bây giờ tiếp theo, as he does so, a faint light like a firefly issues from the kasina object. Khi vị ấy làm như vậy, tức là khi tập trung vào quán tưởng đó, thì một cái ánh sáng mờ thôi, một cái ánh sáng mờ yếu, như là ánh sáng của con đom đóm, như một con đom đóm, nó phát sinh ra từ cái đề mục casino. Đề mục casino trong trường hợp này, hôm qua mình đang nói là cái dĩa đất đó, thì từ cái đề mục casino đó. He wills it to expand,
until it covers the whole space. Và vì ấy là mong muốn phát triển nó, ha, quyết tác ý là phát triển cái ánh sáng đó ra cho đến khi mà nó bao phủ toàn bộ cái không gian. À, bắt đầu nó chỉ nhỏ như con đom đóm, nhưng mà với cái định tâm đó, với cái tượng đó, người này là khiến cho cái ánh sáng nó lớn dần mà vẫn bao phủ toàn bộ cả không gian luôn. Now he sees nothing but this light pervading everywhere. Chữ nothing but là các bạn là không, hồi nãy thầy dịch là không thấy gì cả, nhưng mà không phải, ở đây mình phải dịch là chữ ngoài ha. Bây giờ vì ấy không thấy gì ngoài cái ánh sáng này, nó bao phủ khắp nơi. Tức là mình chỉ thấy cái ánh sáng này thôi, chứ bây giờ mình không thấy cái gì khác, chứ không phải là không thấy gì nha. À, vì ấy không thấy gì ngoài cái ánh sáng này bao phủ khắp nơi. This developed space is not a reality, but a mere concept. Cái hư không mà được phát triển này đó, thì nó không phải là một thực tại, mà nó chỉ thuần túy là một tượng thôi. À, một cái tượng ánh sáng mà phủ khắp hư không đó đó. À, thì nó là cái tượng của chính mình. Bởi vì chỉ có chính mình thấy ánh sáng phủ khắp thôi, chứ người ngồi bên cạnh mình đó, người ta vẫn thấy bàn, thấy ghế. À, người ta vẫn thấy người đi qua đi lại, thấy cây rừng chẳng hạn. Nhưng mà cái người này thì chỉ thấy ánh sáng nó phủ khắp hư không. Cho nên cái thấy của này là cái tượng của người này thôi. À, nó không phải là một cái thực tại. In Pali, this space is called Kasinugati Makasa. Space is still in thought from the Kasina object. À, hồi này cái chữ Pali mà thầy dịch kinh điển Pali là đúng rồi đó, chứ không phải là ngôn ngữ Pali ha. Trong kinh điển Pali thì cái không gian này được gọi là, ở đây có ba từ cộng lại này, Kasina cộng với Ukhatima, Ukhatin cộng với là Akasa. À, Kasina là mình gọi là đề mục Kasina hay là biển xứ. Ukhati là nó xuất phát từ, và Akasa là hư không. Cái hư không mà nó xuất phát từ đề mục Kasina. Cho nên mình dịch là space is still in thought from Kasina object. Hư không xuất phát từ đề mục Kasina. On this concept, he concentrates thinking Akaso Ananto, infinite is space. Ở đây đó, quý vị thấy này. On this concept, he concentrates. Ở đây có đảo ngữ, inversion. À, khi mà đảo ngữ như vậy, động từ, cái chủ từ á, he concentrates. Ha. Nhưng mà quan trọng là on this concept, nhấn mạnh cái tân ngữ. Vì ấy tập trung vào cái gì? Vào chỉnh cái tượng này. Cho nên quan trọng là những cái tượng, người ta mới đảo cái tượng ra. Nhưng khi mình dịch á, tiếng Việt mình á, thì mình cũng phải dịch bình thường thôi. Vì ấy tập trung vào cái tượng này, tượng hư không đó đó. À, vì ấy tập trung vào cái tượng này và thinking Akaso Ananto. Akaso là hư không, Ananto là vô biên. Hư không là vô biên. À, hư không là vô biên. Và cứ suy nghĩ hư không là vô biên, hư không này là vô biên. Until he develops the first Arupasana, Akasa Nanchayatana. Cho đến khi vị ấy phát triển được cái tầng thiền vô sắc thứ nhất, đó là không vô biên xứ. Như vậy đó, lấy cái hư không làm cái đề mục và quán rằng cái hư không này nó là vô biên, cho đến khi thật sự thấy hư không nó là vô biên và cái tâm rất, khi nó tâm là định và xả đó, thì người này là thấy toàn bộ hư không là giờ phục nào, người đó cũng chỉ thấy hư không là vô biên thôi. À, thì gọi là không vô biên xứ. As in the case of the Rupasanas, a thought process runs as follows. Như là trong cái trường hợp của các cái tâm thiên sắc giới, thì cái tiếng trên tâm nó xảy ra như sau. Manodwara vachana là ý môn hướng tâm, parikama là chuẩn bị, upachara là cần hành, anuloma là thuần thứ, gotrafu là chuyển tánh. Ở đây đó, trong sách đó, là thiếu dấu phẩy, à, sư mới thêm dấu phẩy ở đây. À, akasannayatana là cái đoạn là không vô biên xứ. Hồi nãy thầy dịch đó, gotrafu thầy dừng lại, mà thầy không vừa dịch tới cái đoạn này. Trong khi cái đoạn này mà rất là quan trọng, nó mới là không vô biên xứ rồi mới đi vào được thiền. Mà đây là tiến trình vào thiền mà, cho nên mình phải thêm cái này nữa. À, chuyện tánh xong mới tới là không vô biên xứ. Parikama thought moment may or may not occur. Cái sát na mà chuẩn bị đó có thể hoặc không thể xảy ra. À, không xảy ra bởi vì với cái người nào mà trí tuệ của họ rất là bén nhạy thì là họ không cần cái giai đoạn chuẩn bị này.
là tư ý muốn hướng tâm là họ đi vào cận định và họ đi vào chuyện thuần thử luôn. Thì trong cái trường hợp đó đó, bỏ bớt một cái sát na chuẩn bị này đó, thì cái sát na mà cái tâm thiền này đó ha, nó sẽ tăng lên. Thì mình sẽ đi vào sau nha. Thì tiếp theo là cái câu này là cái sát na vô sắc á, nó chỉ xảy ra một sát, cái tâm mà vô sắc này đó nó chỉ xảy ra một sát na thôi, và sau đó cái tâm này nó đi và trở lại vào cái dòng pha băng cát, và sau đó là nó bởi vì một cái sát na tâm nó và lăn xuống, và sau đó nó lại tiếp tục đi vào cái tiến trình tâm vô sắc giới lại. Bây giờ mình đi qua đoạn tiếp theo, vẫn tiếp tục giải thích về thiền vô sắc giới, nhưng mà bắt đầu đi qua là thức vô biên rồi hư không, rồi đến là vô sở hữu đó. Mời các bạn tiếp tục đọc và dịch cái slide tiếp theo nha. Chưa thấy người khác đưa tay, mời các Tường. Mời sư cơ. Sư nghe. Dạ, mời con đọc bài. Again, he concentrates on the first arupa jhana, thinking vinyanang anantam. Không, đọc lên. Vinyanang anantam. Vinyanang anantam. Infinite consciousness. Infinite e-consciousness until he develops the second arupa jhana, vinyanang jayatana. To develop the third arupa jhana, akinchana jayatana. Akinchanya, và quý vị phải để ý nha. N mà có dấu ngã mình phải đọc akinchanya. Akinchanya yatana. 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 Akinchanya yatana. Akinchanya yatana. The yogi takes for his object the first arupa jhana, consciousness and things. Nati kinchi. There is nothing whatever. The four arupa jhana consciousness is developed by taking the third arupa jhana consciousness as the object. The third arupa jhana is so subtle and refined that one cannot definitely say whether there is a consciousness or not. As he concentrates thus on the third consciousness, he develops the fourth jhana. Although the term sanya is used here, vedana, feeling, and sankhara, mental state, are also included therein. The five rupa jhana differ according to the jhana factor. The four arupa jhana, on the other hand, differ according to the object of concentration. The first and the third have two concepts, panyati. They are the concept of the infinity of space and the concept of nothingness. The second and the fourth jhana consciousness have four their object, the first and the third jhana consciousness respectively. The four arupa jhana have their corresponding effect in the arupa sphere. The four kariya jhana are experienced only by Buddha and Arhat. In all 12 jhana chitta are found to the two jhana factor, upekkha and ekaggata, equanimity and one-pointedness.
that constitute the fifth rupa jhana. Sadhu, right. Yeah, con dịch. Và rồi vị ấy tập trung vào cái tầng thiền. Vị ấy tập trung vào cái tầng thiền vô sắc thứ nhất và nghĩ rằng đây là thức vô biên xứ, thức cho đến khi vị là vô biên. Dạ. Thức là vô biên cho đến khi vị ấy phát triển đến tầng thiền thứ hai của vô sắc. Vô sắc. Tầng thiền thứ hai của vô sắc. Để rồi phát triển tầng thiền thứ ba của vô sắc. Không, tên của nó phải đọc là Vinyananchayatana, là tầng thiền thứ hai của vô sắc là thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ. Ừ. Dạ. Rồi, để rồi vị ấy phát triển tầng thiền thứ ba là vô sở hữu xứ. Hành giả lấy cái đề mục của cái tầng thiền thứ nhất của cái ở đây mình dịch á, mình phải lấy này, take the first arupasana consciousness for his object, thì dịch như vậy nó xuôi hơn. Hành giả lấy cái tâm thiền vô sắc thứ nhất làm đề mục ha. Hành giả lấy cái tâm thiền thứ nhất của tầng thiền vô sắc, tâm thiền thứ nhất của tầng thiền vô sắc làm đề mục, nghĩa là không vô biên xứ. Không, và nghĩ rằng vô sở hữu xứ. Không, mình phải dịch cái này, mình dịch vô sở hữu xứ, mình phải dịch cái chính xác của câu đó là và nghĩ rằng there is nothing whatever. Không có vật gì ở đây. À, không có bất cứ cái gì hết. Không. Dạ. Vậy để con dịch lại cái câu này cho nó. Dạ. Hành giả lấy cái tâm thiền thứ nhất của vô sắc giới làm đối tượng và nghĩ rằng không có vật gì ở đây. Không có chữ ở đây. Cái chữ whatever là mình là bất cứ ha, không có bất cứ vật gì. Dạ. À. Ở đây không có chữ ở đây nè, đâu có chữ ở đây đâu mà thêm vô phải không? Chữ whatever là bất cứ, mình dịch là không có bất cứ vật gì. Không có bất cứ vật gì. Ừ. Dạ. Rồi tiếp theo. Rồi cái tâm thiền thứ tư được phát triển ở cái tâm thiền thứ ba phải dịch từng chữ, đừng bỏ sót nha. The fourth arupasana consciousness. Tâm thiền vô sắc giới thứ tư. Lấy cái tâm thiền vô sắc giới thứ ba làm đối tượng. Dạ. Rồi, tâm thiền vô sắc giới thứ ba thì nó rất là vi tế, cho nên không thể nói rằng liệu là có cái tâm thức hay là không có. Dạ. Và vị ấy tiếp tục tập trung, do vì vị ấy tiếp tục tập trung vào cái tâm thiền thứ ba, vị ấy phát triển cái tâm thiền thứ tư. Dù là thuật ngữ sanya là xứ được dùng ở đây. Sanya là tưởng. Tức là phi tưởng đó, thì mặc dù chỉ tưởng. Dạ, được dùng ở đây. Vedana là thọ. Và sankhara là hành. Là hành. Thì được bao gồm ở trong đó. Tâm thiền thứ năm thì với những cái theo những cái đặc tính. Không, the five rupasana không phải tâm thiền thứ năm nhé. Rupa chứ không phải arupa nha. Các bạn đọc là phải đọc cho kỹ nha. The five rupasana dịch sao nữa?
Dạ là thiền sắc giới thứ năm. Năm tầng thiền sắc giới. Năm thiền sắc giới. Năm tầng thiền sắc giới. Con nhìn lộn. Năm tầng thiền sắc giới. Thì nó khác với cái đặc tính của thiền. Không không không, nó khác nhau tùy theo các thiền chi. Jhana factors là dịch là thiền chi. À, như vậy là năm tầng thiền sắc giới là nó khác năm tầng thiền sắc giới là tùy theo cái thiền chi. À, thiền chi đúng rồi. Dạ rồi, bốn cái thiền vô sắc mà khác, bốn thiền vô sắc thì khác nhau tùy theo đối tượng mà mình chú ý. The first and the third. Cái thứ ba. Cái tầng thứ nhất. Tầng thiền thứ nhất và tầng thiền thứ ba thì có hai cái khái niệm là Panyati. Dạ. Nó khái niệm được định nghĩa bởi. Có hai khái niệm thì bây giờ họ mới giải thích này. They are the concept of the infinity of space and the concept of nothingness. Cái này câu này là giải thích cho cả hai cái concept ở trên đó. Là một cái là không vô biên xứ và một cái là thức vô biên xứ. No. Không vô biên xứ và vô sở hữu. Đúng dạ rồi, đừng còn đọc cái tầng thứ quét nhất và tầng thứ ba. Tầng thứ nhất và tầng thứ ba thì có hai khái niệm khác nhau. Cái thứ nhất là không vô biên xứ và cái thứ ba là vô sở hữu xứ. Và cái tầng thứ hai và thứ tư, tầng tâm thứ hai và tâm thiền thứ hai và tâm thiền thứ tư thì có cái lấy cái tâm thiền thứ nhất và tâm thiền thứ ba làm đối tượng để quán chiếu. Còn cái thứ tư, bốn cái tầng thiền vô sắc, có bốn cái tầng thiền vô sắc thì có cái hiệu, có cái hiệu quả, cái kết quả tương ứng với lại bốn cái cảnh giới vô sắc. Bốn cái tầng thiền, bốn cái tâm di tác, bốn tâm thiền di tác thì được trải nghiệm, chỉ được trải nghiệm bởi Đức Phật và các vị A-la-hán. Có 12 tâm thiền thì được tìm thấy là có hai thiền chi. Được tìm thấy có hai thiền chi là xả và nhất tâm. Ekagata là nhất tâm đúng không sư? Đúng rồi. Dạ, xả và nhất tâm thì cấu này tạo thành cái tầng thiền sắc giới. Thứ năm. Dạ đúng không sư? Đúng rồi. Cái đoạn này rất là vất vả. Đoạn này rất là vất vả. Bởi vì các bạn nó chưa hề hành thiền vô sắc nơi cho nên bây giờ đọc không là thấy vất vả rồi, huống chi hành này ha. Rồi cảm ơn các tường. Bây giờ sư sẽ vừa đọc, vừa dịch và vừa giảng thêm nha. Again he concentrates on the first arupasana, thinking vinyanang anantam, infinite is consciousness, until he develops the second arupasana, vinyanang chayatana. Ở đây này tiếp tục lại nữa, vì ấy tập trung vào tầng thiền vô sắc thứ nhất, nghĩ rằng hư không là chính nội thức là vô biên, cho đến khi vị ấy phát được cái thiền vô sắc thứ hai, đó là thức vô biên xứ. Như vậy đó, cái hư không, cái tầng thiền thứ nhất thì lấy hư không làm đối tượng, nhưng mà tầng thiền thứ hai là lấy cái tâm mà thấy hư không đó, cái thức đó đó làm đối tượng. Khi bây giờ mình thấy rằng không phải hư không là vô biên thôi, mà cái thức này nó cũng là vô biên luôn. Mà cái thức này là thức nào? Cái thức này chính là cái tâm thiền đầu tiên đó đó, cái tâm thiền mà đệ nhất thiền của vô sắc đó. Rồi tiếp theo, to develop the third arupasana akinchanya yatana,
The yogi takes for his object the first arupasana consciousness and thinks, natikinchi, there is nothing whatever. Để phát triển cái thiền vô sắc thứ ba là vô sở hữu xứ, thì vì hành giả lấy cái tâm thiền vô sắc thứ nhất và nghĩ rằng là không có bất cứ cái gì cả. The fourth arupasana consciousness is developed by taking the third arupasana consciousness as the object. Tầng thiền vô sắc thứ tư thì được phát triển bằng cách lấy cái tâm thiền vô sắc thứ ba làm đề mục. The third arupasana is so subtle and refined that one cannot definitely say whether there is a consciousness or not. Ở đây đó là có cái cấu trúc là so that, mà hồi nãy bạn thấy không có dịch theo cấu trúc so that này. So that là quả cho đến nội mà, nhớ không? So, subtle and refined that. Như vậy là mình phải dịch là quả cho đến nội mà nha. Đó là cái cấu trúc câu. The third arupasana là cái tâm thiền vô sắc thứ ba. Nó quả vi tế, subtle, có vi tế và refined. Là nó cũng là refined là được thanh lọc, được quả là thanh, quả thanh được thanh lọc. Đến nỗi mà người ta không thể nói một cách chính xác là có thức hay là không có thức. As he concentrates thus on the third consciousness, he develops the fourth jhana. Và khi mà vị ấy tập trung như vậy vào cái tâm thiên thứ ba, thì vị ấy phát triển được cái tâm thiên thứ tư. Although the term sanya is used here, vedana, feeling, and sankhara, mental states are also included therein. Mặc dù ở đây mình chỉ nói chữ tưởng thôi, phi tưởng, neva sanya na sanya đó, thì ở đây chỉ để dùng cái chữ thuật ngữ tưởng mà thôi. Nhưng mà mình phải biết rằng là thọ và hành, nó cũng được bao gồm ở trong đây. Bởi vì khi mà mình bốn cái danh uẩn là thọ tưởng hành thức á, bốn cái danh uẩn này là không có rơi nhau. Khi nào có thức thì khi ngay khi đó là có thọ, có tưởng, có hành. Mà có tưởng thì chắc chắn là có thọ, có hành. Ba mấy bốn cái danh uẩn này sẽ không bao giờ rời nhau. Sắc uẩn và danh uẩn thì nó còn có thể rơi ra. Trong ngũ uẩn thì mình chia ra làm hai nữa. Sắc uẩn nó nằm riêng một nhóm gọi là sắc uẩn. Còn bốn cái danh này, thọ tưởng hành thức thì gọi chung là danh uẩn. Thì như vậy đó, danh uẩn là nó không có rơi nhau. Vì vậy khi mình mặc dù nói chỉ nói tưởng thôi, nhưng mà thọ và hành nó cũng được đề cập tới. Và cái tên của cái tâm này gọi là thức rồi, gọi là chữ chít tăng là thức đó ha. Vì vậy bốn cái này, cái thức là cái bao gồm cái là bao tròn bên ngoài, và cái tưởng hành thức đó, thọ tưởng và hành đó là những cái thành phần để tạo nên cái thức đó. The five rupasana differ according to the jhana factors. These four arupasana, on the other hand, differ according to the objects of concentration. Đây là có cái sự so sánh giữa cái sự khác biệt các tầng thiên sắc giới và sự khác biệt giữa các tầng thiên vô sắc. Thì ở đây nói năm tầng thiên sắc giới nó khác nhau là tùy thuộc vào các thiên chi. Bởi vì mình thấy sơ thiên thì nó đầy đủ năm thiên chi nè. Cho nên mình gọi là sơ thiên. Qua nhị thiên bỏ bớt tâm. Qua tam thiên bỏ bớt tứ. Qua tử thiên là bỏ bớt khỉ. Qua ngũ thiên là bỏ bớt lạc. Như vậy các tầng thiên nó khác nhau là do cái số lượng của các thiên chi. Vì vậy cái câu này mình nói rằng đó là năm tầng thiên sắc giới nó khác nhau là tùy thuộc vào các cái thiên chi. On the other hand là ngược lại. These four arupasana, bốn cái tầng thiên vô sắc này đó, thì nó lại khác nhau tuy do là cái đối tượng của cái sự chủ tâm, đối tượng của việc hành thiền. Như vậy không, còn cái thiên chí nó không có đổi. Trong cả năm bốn cái tầng thiên vô sắc này đó, phía dưới này có nói nó đều có hai thiên chí thôi, đó là xả và định hay là xả và nhất tâm. Cho nên nó không khác nhau do cái số thiên chí, mà nó khác nhau là do đối tượng. Thì đối tượng của thiên thứ nhất đó là hư không, đối tượng thứ hai là thức, đối tượng thứ ba là không có gì cả đó, không có gì cả. Thì quý vị thấy ha, thì như vậy đối tượng nó khác nhau. Bây giờ câu thì tiếp theo sẽ giải thích đối tượng là cái gì đây này. The first and the third
have two concepts. À, thiên, tân thiên thứ nhất và tân thiên thứ ba đó thì nó có cái khái niệm làm đối tượng. À, two concepts. Concept là từ Panyati đó, là chế định hay là khái niệm. They are the concept of the infinity of space and the concept of nothingness. À, thì đây nó là gì? Đó là cái thứ nhất là cái tưởng về hư không vô biên và thứ hai là cái tưởng về vô sở hữu. À, đó là tầng thiên thứ nhất thì lấy hư không vô biên làm cái tưởng làm đề mục và cái tầng thiên thứ ba thì lấy vô sở hữu làm đề mục. Như vậy thứ nhất và thứ ba nó đều có cái tưởng làm đề mục thiền. Còn tầng thiên thứ hai và tầng thiên thứ tư thì nó có cái gì? Nó có cái tâm thiên thứ nhất và cái tâm thiên thứ ba làm đề mục một cách tương ứng. Như vậy là tầng thiên thứ hai thì lấy cái tâm thiên thứ nhất làm đề mục, cái tâm thiên thứ nhất làm đề mục và cái thân thiên thứ tư thì lấy cái tâm thiên thứ ba làm đề mục. À, như vậy là các đề mục nó khác nhau, không có cái tân thiên nào mà có đề mục giống nhau cả. Nhưng mà chi thiên thì nó giống nhau. À. These four arupasana have their corresponding effects in the arupa spheres. Bốn cái tân thiên vô sắc này nó có những cái quả tương ứng ở trong các cái cõi sắc giới. À, như vậy cái người mà có cái tâm thiền vô sở hữu xứ thì được sinh lên cái cõi trời vô sở hữu xứ, mà tâm thiền phi tưởng phi tưởng xứ thì sinh lên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, cho nên nói rằng là nó có cái quả tương ứng ở trong các cái cảnh giới vô sắc. The four kriya jhana are experienced only by the Buddhas and Arahants. À, bốn cái tâm di tạc thì vô sắc á, thì nó chỉ được trải nghiệm bởi Đức Phật, chư Phật và các vị A-la-hán thôi. In all these 12 jhanacittas are found the two jhana fetters, upekkha and ekagata, equanimity and one pointedness that constitute the fifth rupa jhana. Các bạn dịch đó lúc các bạn hay lực lượng á, mình phải dịch cho kỹ này. In all these 12 jhanacittas, trong tất cả 12 loài tâm thiền này. À, phải đi từ từ vậy đó, chứ cô có những lúc cô sư thấy là mấy bàn dịch là cứ lực lượng không có dịch từng kỳ. In on this 12, mình phải dịch từ từ ha. Trong tất cả 12 loài tâm thiền này, tức là 12 tâm thiền sắc giới đó, vô sắc giới đó, are found the two jhana factors, đều tìm thấy hai thiền chi, đó là xả và nhất tâm. That constitute the fifth rupa jhana. Mà đây là chỉ that constitute, mình phải dịch đây là những cái thiên chí mà nó tạo nên cái tâm thiên sắc giới thứ năm, hoặc là mình nói là ngũ thiên tâm, ngũ đề ngũ thiên sắc giới. À, bởi vì cái tâm mà vô sắc này đó, nó phải được hình thành trên cơ sở là người đó đã đắc thiên sắc, ngũ thiên sắc giới rồi, cho nên là tâm, tất cả 12 tâm này nó đều có hai cái chi thiền này, vì chính hai chi thiền này là tạo nên cái tâm đề ngũ thiền sắc giới. À, rồi thì đó là cái đoạn này đó là giải thích rất là kỹ về tâm thiền vô sắc. Thì mình nhớ ha, như vậy cái tâm thiền vô sắc á, nó khác nhau ở đối tượng thiền thứ nhất và thiền thứ hai, tân thiền thứ nhất và tân thiền thứ ba thì nó có cái tưởng làm đề mục, tân thiền thứ hai và tân thiền thứ tư thì nó lấy cái tâm thiền trước đó làm đề mục. À, rồi. Dạ. Dạ. Dạ mời thầy. Câu cuối cùng người ta đề cập là 12 tâm thiền này, thì 12 tâm đó là những gì ạ? 12 tâm đó là tức là bốn tâm thiền này mà nhân cho ba là tâm thiền, tâm quả và tâm di tác. Tức là mình có hư không vô biên xứ này, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, tức là bốn tâm thiền vô sắc. Mà mình nhân cho ba, đó là ba loại tâm, tâm thiền, tâm quả và tâm di tác. Thì nhân ra là thành 12 tâm thiền vô sắc. Dạ. Rồi, mình đi tiếp qua cái slide tiếp theo. À, như là bắt đầu là qua phần tâm siêu thể. Nha. Bây giờ mình qua tiếp luôn tâm siêu thể là Lokuttara Chittani. À, hôm trước mình có nói là Loka cộng Uttara. Ha. Loka là thế gian, thế giới, và Uttara là siêu việt, vượt lên. À, gọi là tâm siêu thể. Thì tâm siêu thể có hai loại tâm là tâm thiền và tâm quả. Lokuttara Kusala Chittani. À, tâm thiền siêu thể có bốn.
Sotapatti magga cittang. Sakadagami magga cittang. Anagami magga cittang. Arahata magga cittang chati. Imani cattaripi lokuttara kusala cittani nama. Thì Sotapatti, mình hay dịch đó là nhập lưu hay dự lưu. Magga là đạo, citta là tâm, tâm đạo nhập lưu. Sakadagami, thì cái chữ Sotapatti đó, thì để sư xem là phía sau này người ta có giải thích không, thì bây giờ ngăn đây thì sư có giải thích trước đi, có trở nước lại cũng sao. Sotapatti là Sota cộng với Apatti. Sota là stream, và Apatti là enter, entering. Cho nên entering the stream. Vì vậy mình dịch là nhập lưu, stream là dòng suối, là lưu, lưu là dòng suối. Và apati là đi vào, cho nên dịch là nhập lưu hay dự lưu. Magga là đạo, citta là tâm, tâm đạo nhập lưu. Còn cái chữ sakadagami, nó có chữ sa cộng với eka, cộng với là agami. Sa là với, eka là một, và agami là trở lại. Như vậy là còn trở lại một lần nữa thì mình gọi là nhất lai. Vì cho nên tâm này mình gọi là thánh, tâm đạo nhất lai. Rồi tiếp theo là anagami, là ana cộng với agami. Agami là trở lại và ana là không. Cho nên không trở lại là bất lai. Tâm đạo bất lai. Và arahata magga cittang. Arahata thì là nó có nhiều nghĩa. Có chữ arahat đi ra từ động từ arahati là xứng đáng, cho nên mình dịch là ứng cúng. Hoặc là nó từ là ari cộng với hăng. Ari là kẻ thù và hăng là giết. Cho nên là người mà đã giết hết tất cả kẻ thù, hay mình dịch là sát tặc đó. Tức là đã giết hết tất cả phiền não. Nhưng mà mình thường là mình chỉ phiên âm là A-la-hán thôi, cho nên gọi là tâm đạo A-la-hán. Imani chattari lokuttara kusala cittani nama. Bốn loài tâm này là các cái tâm thiền siêu thế. Tiếp theo, lokuttara vipaka cittani, tâm quả siêu thế. Sotapatti phala cittang, tâm quả nhập lưu. Sakadagami phala cittang, tâm quả nhất lai. Anagami phala cittang, tâm quả bất lai. Arahata phala cittang chati, và tâm quả A-la-hán. Imani chattaripi lokuttara vipaka cittani nama. Bốn tâm này là các tâm quả siêu thế. Thì đây là tên của các cái tâm bằng tiếng Pali. Các bạn mà khi mà học rồi đó, thì các bạn khi mà học thì mình sẽ thấy đôi lúc tiếng Pali học dễ hơn những thứ tiếng khác. Sotapatti magga cittang, cái tên nó rất là ngắn. Bây giờ mình có cái bảng tiếng Anh mình sẽ thấy này. Chưa? Icchevan sabbathapi attha lokuttara kusala vipaka cittani samattani. Chatu magga phedena chatutha kusalang tatha pakang tassa phalatati atthathanu tarang mattang. Icchevan, đây là sabbatha tất cả, attha là tám, lokuttara siêu thế, kusala thiền, vipaka quả, cittani là các tâm, mà samatani là tập hợp ha. Như vậy đây là tổng hợp tất cả tám tâm thiền quả siêu thế. Chatu magga phedena. Chatu magga là phedena, phedena là chia. Chatu magga là bốn đạo, chia theo bốn đạo. Chatu tha kusalang tatha, thì như vậy có bốn loại tâm thiền. Pakang tassa phalatati, tâm quả chính là quả của những tâm đó. Attatha nuttarang matang, và matang là được biết. Attatha là tám loại, anuttarang là siêu thể, và như vậy đó cộng thêm về bốn tâm quả nữa thì được biết là có tám loại tâm siêu thể. Và cái đoạn cuối cùng á là người ta tổng kết tất cả các cái loại tâm từ trước tới nay mình học. Đoa đa sa kusala ne văn. Kusala ne ka vi sati. Chat tình se va vi pa ka ni. Kriya chita ni vi sati. Chat tu panya sa tha ka me. Rupe panna rasiya ye. Chita ni đoa đa sa rupe. Atta tha nuttare tatha. Toàn số không nghe. Bây giờ này, đoa đa sa là 12.
Akusala ni là bất thiện, evang là đây là. Như vậy đây là 12 tâm bất thiện. Kusala ni eka visati, kusala ni là thiện, eka visati, eka là một, visati là 20. À, có 21 tâm thiện. À, 12 tâm bất thiện quý vị rõ rồi, 21 tâm thiện từ đâu ra này? Là mình có 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc và 4 tâm thiện siêu thể. À, 8 cộng 4 là 12, 12 cộng 5 là 17, 17 cộng 4 là 21. À, như vậy là 21 tâm thiện là từ dục giới tới sắc giới tới vô sắc và tới siêu thể, cộng ra là 21 tâm thiện. Chát tin xê vá vi pa ca ni, chát là 6, tin xê là 30, là 36. À, 36 tâm quả. Bây giờ mình tính đâu ra 36 tâm quả này. Mình có tâm quả vô nhân là 15 ha, 8 tâm quả là thiện, 7 tâm quả bất thiện là 15 ha, 15 tâm quả vô nhân cộng 8 tâm quả dục giới cộng 4 5 tâm quả sắc giới cộng với 4 tâm quả vô sắc cộng với là 4 tâm quả siêu thể, tổng cộng ra là 36 tâm quả. Kriya citta ni visati. À, kriya citta ni là tâm di tác, visati là 20. Tỉnh đâu ra mà có đợi 20 tâm di tác này, mình có là 3 tâm di tác vô nhân cộng với là 8 tâm di tác dục giới, 4 tâm di tác sắc giới, 5 tâm di tác vô sắc giới. À, như vậy á, là ra là bao nhiêu? 3 cộng 8 là 11, 11 cộng 4 là 15, 15 3 cộng 8 là 11 ha, 11 cộng 4 là 15, 15 cộng 5 là 20 ha. Đó, như vậy là 20 tâm di tác. Chatu panya satthakame. Chatu là 4, panya sa là 50. Như vậy chatu panya sa là 54. Tha là loại, kame là dục giới. Như vậy trong dục giới có 54 loại tâm. Là gì? 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân là 30, cộng với 24 tâm tịnh hảo là 54 tâm ở trong dục giới. Rupe panasa panarasa iraye. À, iraye là được nói đến. Rupe là trong sắc giới, panarasa là 15. Như vậy trong sắc giới có 15 tâm. 15 tâm đã vì có 5 tâm thiện mà nhân 3 tâm thiện, tâm quả, tâm di tác. Như vậy là trong sắc giới có 15 tâm. Chitta ni đoa đa sa rupe. A rupe là trong quả vô sắc. Chitta ni là tâm và đoa đa sa là 12. Có 4 tâm thiền vô sắc mà nhân 3 tâm thiền, tâm quả, tâm di tác. Như vậy có 12 tâm. Atatha nuttare tatha. Atatha, atatha là 8, tha là loại. Anuttare, anuttara là siêu thể. Tatha là như vậy. Như vậy là có luôn là 8 loại tâm siêu thể. À. À, thì đó là cái đoạn mà bằng tiếng Pali. Hồi nãy giờ mình đọc bằng tiếng Pali thôi. À. Bây giờ mình đọc qua bản tiếng Anh. Thì quý vị thấy bản tiếng Anh ở đây đó, ngài Narada, ngài không có dịch chữ Sotapatti. Tất cả những cái thuật ngữ Pali này đó là ngài để lại bằng tiếng Pali. À, có một số nơi thì người ta dịch chữ Sotapatti là stream entering. Sakadagami dịch là once returning. Là trở lại một lần nữa đó, once returning. Rồi anagami dịch là non returning, không trở lại. Và arahata thì để nguyên. À, nhưng mà ngài đó, ở đây thì ngài vẫn để nguyên tất cả những cái từ này. Bởi vì nhiều khi mình dịch thì nó mất nghĩa. À, sotapatti path consciousness, thì cái chữ magga chittang đổi thành là path consciousness, mình dịch là tâm đạo. Tâm đạo tức là cái tâm mà khi đắc đạo, khi mà chứng đắc đạo quả thì gọi là tâm đạo. Và chỉ có một sát na thôi đó, khi mà mình diệt phiền não và mình chứng đắc đạo quả đó, thì cái sát na đó được gọi là tâm đạo. À, thì tâm đạo nhập lưu, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo A-la-hán. À, đây chính là these are the four types of supramundane moral consciousness. À, nhớ chữ siêu thể là Lokuttara, ở đây dịch là supramundane. Kusala chittang là moral consciousness. These are the four types of supramundane moral consciousness. Đây là bốn loại tâm siêu thể, tâm thiền siêu thể. Resultant supramundane consciousness, tâm quả siêu thể. Sotapatti fruit consciousness, chữ phala chitta thì dịch là
fruit consciousness, Sakadagami fruit consciousness, Anagami fruit consciousness, Arahata fruit consciousness. These are the four times of silver mundane, moral and resultant. Ở đây mình phải bỏ cái chữ moral nha. À, bởi vì kiểu có bốn loài thôi thì không thể có chữ moral được ha. Các bạn ở trong sách các bạn gạch cho sư cái chữ moral end. These are the four times of silver mundane resultant consciousness. À, như vậy là tâm quả nhập lưu, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai và tâm quả A-la-hán. Đây là bốn loài tâm quả siêu thế. À, cho nên khi quý vị đọc sách nha, quý vị mình phải rất là thận trọng. Người ta viết sai, sai hay thiếu là mình phải phát hiện ngay, chứ không phải người ta viết sao thì mình cứ để vậy ha. Thus end in on the eight times of silver mundane, moral and resultant consciousness, different according to the four paths. The moral consciousness is fourfold. So are the resultants be in their fruits. The silver mundane should be understood at eightfold. Như vậy, toàn bộ là có tám loại tâm siêu thế, thiền và quả khác nhau tùy theo bốn đạo. Mà tâm thiền chia ra làm bốn loại. Cũng như vậy các tâm quả là kết quả của chúng. Tâm siêu thế nên được hiểu là tám loại. Và cái đoạn tóm tắt hồi nãy đó ha. Như vậy 12 tâm bất thiền. Tâm bất thiền là 12 này. Tâm thiền là 21. Tâm quả là 36. Tâm di tạc là 20. Trong dục giới được nói là có 54 loại tâm. Trong sắc giới có 15. Trong vô sắc có 12 và trong siêu thể là 8. Rồi bây giờ cái đoạn này tiếp theo đó thì toàn con số thôi. Mình khỏi đọc bằng tiếng Pali, nó mất thời giờ vì nó rất là dài. Các bạn sẽ thấy nó tới mấy đoạn, cho nên sư sẽ bỏ qua cái đoạn. Sư sẽ đọc trực tiếp là đoạn tiếng Anh luôn. Để giải thích vì sao mà từ 4 tâm siêu, 8 tâm siêu thể nó trở thành 40 đó ha. Dividing its supramundane consciousness into five kinds according to different jhana factors, the supramundane consciousness, it is said, becomes 40. Dividing, chia mỗi cái tâm siêu thể thành 5 loại tùy theo các cái thiền chi khác nhau. Tâm siêu thể vì vậy trở thành 40. Thì như vậy là tâm đầu tiên là tâm nhập lưu, thì mình nói là nhập lưu sơ thiền, nhập lưu nhị thiền, nhập lưu tam thiền, nhập lưu tứ thiền, nhập lưu ngũ thiền. Mà như vậy đó, bốn đào và bốn quả, mỗi tầng như vậy là đều nhân năm tầng thiền, cho nên là từ 8 tâm siêu thể nó trở thành 40 tâm siêu thể. As the form sphere consciousness is treated as first jhana consciousness and so on, even so the silver mundane consciousness, the formless sphere consciousness is included in the fifth jhana. Vì cái tâm mà sắc giới đó thì nó được xem như là cái tâm thiền, tâm sơ thiền vân vân. Cho nên là các cái tâm siêu thể nó cũng như vậy. Tức là mình gọi cái tên tâm siêu thể là tùy theo cái sơ thiền, nhị thiền đó. Và tâm vô sắc giới nó được bao gồm ở trong cái tâm ngũ thiền. Hồi nãy mình có nói đó, thì tất cả các cái tâm vô sắc đó nó đều phát triển từ cái tâm ngũ thiền, cho nên nó cũng tính là tâm ngũ thiền luôn, nó được bao gồm trong tâm ngũ thiền luôn. Thus the jhana beginning from the first amount to 11, they say the last jhana, that is the fifth, totals 23. Như vậy đó là thiền nó bắt đầu từ tầng thứ nhất cho đến số 11. Họ nói vậy. Và the last jhana, cái tầng thiền cuối cùng là tầng thiền thứ 5. Nó tổng cộng là có 23. Thì vì sao mà nó ra? Đầu tiên là mình nói là như vậy các tầng thiền nó bắt đầu từ thứ 1 cho tới thứ 15. Từ thứ nhất mà nó lên tới 11, xin lỗi, từ thứ nhất lên tới số 11. Và cái tầng thiền cuối cùng là tầng thiền thứ 5 thì tổng cộng là có 23. Thứ nhất, từ tầng thiền thứ nhất có lên tới tầng thiền thứ 5
Rồi. Let's see xem. The Lasana là tầng thiền cuối cùng á, là tầng thiền thứ 5 á, là tổng cộng nó có 23. Bởi vì bản thân nó là 3. 3 cộng bên này là 12. 12 cộng với thêm là bên chỗ mà cộng thêm cái thiền của bên siêu thể nữa đó. À, là cộng thêm quý vị thấy đó, tức là họ cộng thêm bên siêu thể nữa. À, như vậy này là 4. 4 tầng thiền, 5 tầng thiền vô sắc cộng với 4 tầng thiền 5 mấy con số này là nó cũng hơi tỉnh hơi mệt nha, để sư tỉnh lại coi. Cái này first amount to 11, từ thân thứ nhất tới thân thứ 11 thì mình thấy là bốn đào bốn quả. Tầng bốn đào bốn quả là 8. 8 cộng với vô sắc là 9, cộng với sắc giới là 10. À, tính ra là để xem thì cái đoạn này hôm qua là sư chưa có đọc tập tới nên bây giờ the lasana totals 21. Coi tầng thiền thứ 5. Tầng thiền thứ 5 á, bây giờ mình tính tầng thiền thứ 5 này, tầng thiền thứ 5 á là nó có 3 rồi ha, tức là thiền quả và duy tác là 3, nó cộng thêm á là với 12. Cái tự tân thiên này nó cộng thêm với 12 nữa là 3 cộng 5 với 12 là 15. 15 mà cộng thêm 8 nữa là 4 đào 4 quả, nó ra 23. À, là đúng rồi đó. À, tân thiên thứ 5 mà vì ra 23 là mình tính ha. Tân thiên thứ 5 mà nếu như nó ở trong quả sắc giới nó có 3, tức là thiền quả và duy tác. À, rồi bản thân tân thiên thứ 5 này nó cũng là 4 cái tân thiên vô sắc này, mình nhân với thiền quả duy tác là nó cộng thêm 12. Vậy 3 cộng thêm 12 là 15. Rồi cộng thêm cùng cái tân thiên thứ 5 này mà nó là 4 đào và 4 quả, là cộng thêm 8 nữa, nó ra 23. À. Rồi 37 are moral, 52 are resultants. Thus the wise say that there are 121 types of consciousness. Như vậy có 37 tâm thiền, 52 tâm là quả. Như vậy các bậc trí nói rằng là có 121 loại tâm. Thus ends the first chapter of the Avitamata Sangaha. Và như vậy là kết thúc chương đầu tiên của bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận, which deals with the analysis of consciousness, mà phần này là trình bày sự phân tích tâm. À, thì đó là phần chánh văn. Bây giờ mình đi vào cái phần là chủ thích. The realization of Nibbana, chứng ngộ Niết Bàn. Bây giờ giải thích cái tiến trình chứng ngộ Niết Bàn đó, tu mà tu thiền chứng ngộ Niết Bàn thì đi theo cái tiến trình nào? Đây cái tiến trình này rất là quan trọng.